Chùa đẹp nhất của An Giang. Ngày mai là ngày khánh thành cái cầu cuối cái chùa. Quá đẹp luôn các bác ơi. Và đây mình ghi hình cho các bác xem là những người họ từ phương xa họ đến đây để họ chuẩn bị khoán của anh. Đây là những người họ đi mưu sinh đây. Quá trời luôn. Họ chở đến đây để họ chuẩn bị lên sinh trên chùa để bán buôn đây. Chùa núi Tà Bạ. Quá nở luôn. Rồi, chút nữa mình sẽ lên trên đó mình ghi hình cho các bác xem nha. Đây là cái lối lên chùa núi Tà Bạ. Rồi và tiếp theo nữa mình đi lên chùa cho các bác xem nha. Chùa Tà Bạ thì có 4 lối để đi lên luôn á, nhưng mà thường thường mình hay đi cái lối này. Đó. Lối này là lối từ hồi xưa đến giờ. Và nó còn 3 lối nữa cô bác. Nhưng mà mình thường thường mình đi lối này lên. Nếu cô bác chạy thẳng luôn á thì là lên chùa luôn, nhưng mà mình quẹo bên phải đi. Nó đỡ dốc hơn. Đó, cô bác thấy người ta không? Coi như người ta bắt đầu chuẩn bị mua bán đây. Rồi, nếu chạy thẳng thì lên cũng lên chùa, nhưng mà cái dốc nó cao lắm. Mình không đi, mình đi theo cái lối bàn tay của ông thần chỉ nè. Rồi, lên đến đây thì mình gặp được một cái vị thần nữa, chỉ nữa, mà mình quẹo bên trái nha cô bác. Tới ngã ba nè, có cái bảng để là hồ Tà Bạ với lại lối lên chùa. Thì mình đi thẳng qua là mình lên chùa, ý lên Tà Bạ, nhưng mà mình quẹo trái cô bác để lên chùa. Nhớ nha cô bác, coi như tới đó là một đường đi là hồ Tà Bạ là bên tay phải, còn quẹo trái là lên chùa. Và hôm nay thì bắt đầu mới chuẩn bị bảo lễ thôi. Ngày mai mới chính thức nha cô bác. Đó, xe cộ này kia họ đến đây họ bán này. Chuẩn bị dọn ra. Đó, xe tải nha cô bác. Những người họ ở từ xa họ đến rồi để họ mua bán ở đây. Nhưng ngày mai mới là ngày chính thức của cái ngày lễ khánh thành cây cầu. Đây, mình đã đến chùa Tà Bạ đây. Rồi bây giờ thì mình đã thấy có những người họ đến đây họ mua bán. Khá là đông rồi, nhưng mà ngày mai mới chính thức nha cô bác. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào bên trong của cái ngôi chùa ở đây nha các bác.
Và đây cũng có một cái lối để đi lên chùa, nhưng mà lối này là ở gần cái cổng lớn của Hồ Sa Chết cô bác. Lối này lên đẹp lắm nè, nhưng mà nó hoang sơ lắm, nhìn nó ghê lắm. Mình có đi rồi, nhìn sợ lắm. Nó tại vì nó còn trong rừng nữa, nhìn nó sợ lắm, mình không dám đi. Và tiếp theo nữa là mình sẽ đi vào chùa nha cô bác. Mình lên trên cao để mình quay xuống cái cánh đồng dưới cái thung lũng của Tà Bạ và ngay chỗ cái cầu thang chuẩn bị cho khánh thành. Bây giờ mình đi lên trên đó nha cô bác. Và đây mình sẽ chuẩn bị đi qua cái chánh điện nha. Đây là cái chánh điện của chùa núi. Mình sơ ngang cho các bác xem cái phong cảnh ở đây thì tuyệt vời luôn, vì cái ngôi chùa này đẹp nhất của miền Tây luôn, chùa trên núi. Rồi bây giờ mình đi qua phía trước bên kia để mình quay xuống cái thung lũng cho các bác xem. Chú tên vậy? Lộc Chi Tôn. Mình đi ra cái cánh đồng của bác ơi, đẹp lắm, rất là đẹp. Nói về chùa núi Tà Bạ thì chắc cô bác biết rành rồi. Đó các bác, cảnh chùa núi Tà Bạ rất là đẹp. Và đây là mình ra cái thung lũng nhìn xuống nè các bác, nhìn xuống cánh đồng của nguyên cái huyện Chi Tôn luôn. Phía xa con đường kia là kêu bằng cái phố đi bộ của Chi Tôn. Còn phía bên đây là cái cổng hồ đi vào hồ Xoài Chết. Và đây là cái cầu để chuẩn bị khánh thành ngày mai. Ngày mai là khánh thành cái cầu này nha cô bác. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết của cái cầu này một chút xíu cho cô bác xem. Cái cầu rất là dài nha, đẹp vô cùng luôn. Quá đẹp luôn cô bác ơi. Và đây có một cái tượng Phật thì cũng mới được đem lên đây khoảng một năm nay. Và đây là những cây lộc, họ đến đây họ cúng nè cô bác. Những cây kêu là những cây tiền. Cây lộc, cây thần tài. Và đây là có một cái ba pho tượng, mà có hai pho tượng, có một pho tượng là bốn mặt các bác. Và đây là những cái sợi vải họ gắn vào đây để ngày mai khánh thành. Biểu tượng này biểu tượng của Phật giáo đây, ba bốn màu. Nơi đây thì mình đứng ngay giữa cầu thang luôn các bác, nhìn xuống thung lũng, nhìn xuống cánh đồng, tuyệt đẹp luôn. Và đây là ba bức tượng có chữ gì đây mình không rành tiếng Khmer.
có một pho tượng bên tay trái của mình là bốn mặt nha cô bác. Để mình zoom lại thử coi. Bức tượng giữa hình như là Phật A Di Đà. Rồi, mình sơ qua cho cô bác xem về tiếp xíu về cái cầu thang hôm nay. Chuẩn bị cho khánh thành ngày mai. Ngày mai chắc đông lắm cô bác ơi. Khắp nơi họ đến vì người Khmer họ một khi khánh thành chùa hoặc là khánh thành một cái chánh điện á, thì khắp nơi họ lại. Họ mời khắp nơi đến luôn á cô bác. Và đặc biệt là cái chùa núi này thì quá nổi tiếng luôn. Cầu thang quá đẹp luôn cô bác ơi. Đang thấy có khách lên lai rai. Thì ngày mai mới là chính thức cô bác ơi. Rồi mình sơ qua cho cô bác xem về cái chùa núi Tà Bạ. Ngày mai khánh thành cái cầu thang này. Rồi. Xa bên kia của mình là núi Cấm nè cô bác. Đứng đây mình nhìn thấy núi Cấm nè. Đó, cái núi mà màu xanh xanh sâu bên trong đó là núi Cấm. Còn ở phía bên đây là núi núi Nam Quy. Núi Nam Quy. Rồi xa hơn nữa là núi Bà Đội và núi Sam. Và đây là trung tâm của Chi Tôn, quỹ ban rồi trường học rồi này kia các thứ, những mấy nhà ngói đó cô bác. Rồi mình trở lại cầu thang lần nữa cho cô bác xem nha. Và mình đang thấy có những khách họ đang lên tham quan. Rất là đông, rất là đẹp luôn. Những người phương xa họ đến. Ngày mai thì theo mình nghĩ cái cầu thang này là chắc là dày đặc luôn đó cô bác. Rồi mình xuống chút xíu nữa đi cô bác. Vì mình thấy có một số người đang đi lên kìa. Cầu thang này đi nếu mà đi cũng mỏi nha cô bác. Cũng cỡ mấy trăm mét á. Cầu thang này theo mình đoán khoảng 400 mét đó cô bác. Để chút xíu nữa mình hỏi mấy ông sư ở đây coi cái cầu thang này dài bao nhiêu. Xa kia là cánh đồng của cánh đồng Tà Bạ, rất là đẹp. Đi chết rồi, thấy rồi.
cái màu cờ này nhìn sắc sỡ ghê luôn. Từ trên xuống dưới bậc thang thì có hai điểm có những bức tượng giống nhau. Và cuối cùng của cầu thang thì mình thấy có một tượng Phật. Để mình thấy có khách đang đi lên để mình nhìn lại một chút. À, có khách tham quan đây. À, mấy chị là người Việt Nam hay là người Cam? Người Khmer hả? Ở đâu đến chị? Dạ ở Hòn Đất. Ồ, ở Hòn Đất. Mà ngày mai mới là khánh thành mà sao biết cho hay vậy? Tranh thủ đi sớm, tranh thủ đi trước một ngày. À, rồi có ở lại không hay là về? Dạ về. À. Để cũng gần nhà vậy hơn tiếng tới. Ờ, à, cảm ơn mấy chị nha. Ở Hòn Đất quá. Và đến đây cùng mình xin dừng video luôn cô bác. Cô bác hãy đón tập tiếp theo ngày mai thì nó sẽ ồ ạt hơn và sẽ đông hơn. Hôm nay mình chỉ sơ qua cho cô bác xem về cái chùa núi Tà Bà chút xíu. Rồi ngày mai mình sẽ đi vào chi tiết cái lễ hội. Cảm ơn cô bác đã xem video của em nha. Chùa núi Tà Bà thì có một cái nhà rất là cổ, đẹp ghê luôn. Thank you.
cái cảm ơn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Yeah.